giáo phận Thanh Hóa thông báo tin vui. Trong tâm tình chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, Tòa Giám mục Thanh Hóa hân hoan kính báo, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa sẽ truyền chức linh mục cho các thầy phó tế có tên sau đây. Một, thầy Giuse Phạm Ngọc Chung, nơi sinh, giáo xứ Phúc Lãng. Hai, thầy Giuse Nguyễn Văn Hà, nơi sinh, giáo xứ Hữu Lễ. Ba, thầy Do An Nguyễn Xuân Hải, nơi sinh, giáo xứ Thái Yên. Bốn, thầy Giuse Nguyễn Văn Hổ, nơi sinh, giáo xứ Kẻ Bên. Năm, thầy Phêrô Nguyễn Văn Hoàng, nơi sinh, giáo xứ Thủy Cơ. Sáu, thầy Giuse Trần Văn Hưng, nơi sinh, giáo xứ Tam Tổng. Bảy, thầy Mikae Nguyễn Xuân Quyết, nơi sinh, giáo xứ Ngọc Đỉnh. Tám, thầy Do An Nguyễn Văn Sơn, nơi sinh, giáo xứ Đông Sơn. Chín, thầy Giuse Tô Văn Thăng, nơi sinh, giáo xứ Đông Quan. Mười, thầy Giuse Lê Trọng Thức, nơi sinh, giáo xứ Cổ Định. 11, thầy Mát Theo Nguyễn Văn Tuân, nơi sinh, giáo xứ Pháp Ngỡ. 12, thầy Phêrô Phạm Văn Xuân, nơi sinh, giáo xứ Liên Nghĩa. Thánh lễ truyền chức sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2023 tại nhà thờ giáo xứ chính tòa Thanh Hóa. Địa chỉ số 232 A Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Chúc mừng giáo phận Thanh Hóa có thêm 12 tân linh mục. Đúng con số 12 tông độ của Chúa Giêsu năm xưa. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành xuống trên quý tín chức để các thầy hăng say phục vụ trên cánh đồng truyền giáo xứ Thanh.